môi trường thì trung bình mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 9.000 người tử vong bởi vì ô nhiễm nguồn nước và điều kiện vệ sinh kém. Bên cạnh đó là còn có khoảng 200.000 người bị mắc bệnh ung thư vừa mới phát hiện, mà một trong những nguyên nhân chính đó là việc ô nhiễm môi trường nước. Trước tình trạng ô nhiễm nguồn nước đang ngày càng trầm trọng như hiện nay, thì mới đây Nguyễn Kim đã hợp tác cùng với A.O. Smith, một thương hiệu Mỹ với hơn 140 năm kinh nghiệm, nhằm mang đến những sản phẩm chất lượng cao, bảo vệ sức khỏe tối đa cho người tiêu dùng. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về dòng máy lọc nước A.O. Smith A-Series với những thiết kế cùng với những tính năng vượt bậc. Và cụ thể hơn đó là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về A.O. Smith Model A1 và A2. Chúng ta hãy cùng xem là những tính năng vượt bậc này có thể giúp cho bạn lựa chọn được một sản phẩm phù hợp bảo vệ sức khỏe cho gia đình của mình như thế nào nhé. Đầu tiên là thiết kế nguyên khối nhỏ gọn, cái đường nét sắc sảo, tinh tế và hiện đại, hoàn toàn khác biệt so với máy lọc nước thông thường. Chính kích thước nhỏ gọn giúp máy dễ dàng đặt ở gầm chậu rửa hoặc trên kệ bếp, đặc biệt thích hợp cho không gian bếp nhỏ, hiện đại, tiết kiệm không gian cho căn bếp. Màn hình điện tử hiển thị đầy đủ thông tin tình trạng hoạt động của máy, cũng như cảnh báo thay thế lỗi lọc, giúp người dùng kiểm soát dễ dàng. Điểm khác biệt dễ nhận ra nhất trên hai model máy lọc nước A.O. Smith này nằm ở chính vòi nước. Trong khi model A1 được trang bị vòi cơ truyền thống rất dễ dàng để lấy nước, thì model A2 sở hữu vòi nước điện tử tích hợp hiển thị cảnh báo thay thế lõi lọc, giúp cảnh báo thay thế lõi lọc RO ngay trên thân vòi, chính là điểm khác biệt của A.O. Smith so với cái máy lọc nước thông thường. Khi đến thời hạn thay lõi, đèn báo trên thân vòi sẽ chuyển sang màu đỏ, giúp khách hàng dễ dàng nhận biết đã đến lúc phải thay lõi lọc để đảm bảo nguồn nước luôn tinh khiết và an toàn. Máy có 4 lõi lọc bao gồm lõi GAC, lõi BB1, lõi RO Sidestream và lõi PAC. Hai model này có bình chứa lên đến 9,6 lít. Cùng với đó là một thiết kế sang trọng, hiện đại và đẹp hoàn hảo đến từng chi tiết. Một điểm đặc biệt đó là tất cả các chi tiết cấu thành nên sản phẩm máy lọc nước này đã được Hiệp hội An toàn Thực phẩm và Nước uống Quốc tế của Mỹ chứng nhận đạt tiêu chuẩn NSF trên ANSI 58 và 42. Màn lọc RO Sidestream là phát minh mang tính đột phá nhất của A.O. Smith đã được cấp bản quyền sáng chế tại Mỹ. Màn lọc này giúp giảm ít nhất 56% lượng nước thải và làm tăng đến 66% lượng nước tinh khiết đầu ra, là công nghệ RO cho tỷ lệ nước thải trên nước tinh khiết cao nhất trên thị trường hiện nay là 1:1, kéo dài tuổi thọ lõi lọc RO lên đến 3 năm, gấp 1,5 lần so với màn RO truyền thống. Lõi tiền lọc Pre-filter giúp loại bỏ hiệu quả những cặn bẩn có trong nước như chất rắn lơ lửng, bùn, cát, từ đó bảo vệ máy lọc nước không bị tắc do quá trình thâu bể và ở những nơi có nguồn nước nhiều tạp chất, dễ dàng vệ sinh cốc lọc và lõi định kỳ. Hệ thống tích hợp tối ưu hóa IOSM giúp phân tích và đánh giá quá trình vận hành của máy, đảm bảo là máy luôn được vận hành trong điều kiện tối ưu, giúp kéo dài tuổi thọ của máy và đảm bảo nguồn nước luôn tinh khiết. Máy này còn có những tính năng vượt trội bao gồm tự động cân bằng áp lực nước đầu vào, bên cạnh đó là van xả thải tùy biến. Để biết rõ hơn về hai tính năng này thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của anh Hoàng là kỹ thuật viên của A.O. Smith nhé. Về tính năng cân bằng áp lực nước thì hoạt động của bơm, công tắc áp lực nước đầu vào được tối ưu hóa kết hợp với hệ thống xử lý nước bên trong giúp cân bằng áp lực nước trong khi hoạt động. Về van biến thiên phù hợp với nguồn nước cấp, hệ thống IOSM dựa trên dữ liệu thực tế, nguồn nước cấp sẽ tính toán và dựa chọn van thải phù hợp và đảm bảo cho nguồn nước ra được tinh khiết nhất. Bên cạnh đó thì máy còn có một số tính năng vượt trội khác như là cảnh báo thay lõi lọc, cảnh báo rò rỉ, sụp rửa lõi lọc tự động, cảnh báo lỗi vận hành. Hệ thống còn giúp gia tăng tối đa tuổi thọ của lõi lọc, cũng như nhanh chóng có các cảnh báo phù hợp cho người dùng thông qua màn hình điện tử hiển thị ở thân máy. Máy lọc nước A.O. Smith A1 có giá bán là 8 triệu 350 ngàn đồng. Máy lọc nước A.O. Smith A2 có giá bán là 9 triệu 350 ngàn đồng. Tuy nhiên, khi các bạn đặt mua tại hệ thống trung tâm mua sắm Nguyễn Kim thì sẽ có mức giá ưu đãi hơn cùng với những phần quà tặng giá trị khác. Nếu các bạn đang cần được tư vấn chi tiết, hãy gọi ngay đến hotline 1900 1267 để được hỗ trợ nhanh chóng nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.